Xin chào anh em, hôm nay mình xin tự giới thiệu với anh em bộ khung nâng tấm thạch cao vô cùng nhỏ gọn và đa dụng, gọi là bộ khung nâng tấm thạch cao 3 trong 1. Chúng ta có thể dùng cho là vừa nâng tấm thạch cao này, vừa nâng máy laser và vừa nâng máy khoan bê tông để khoan trần. Rồi về cái quy trình hoạt động thì đầu tiên chúng ta bẻ khớp xuống để hạ nghiêng bộ khung, chúng ta đặt tấm thạch cao lên đây và chúng ta bẻ lại khớp. Sau đó chúng ta tiến hành nâng bộ khung lên. Thì chúng ta có thể dùng cái cần quay bằng tay này, chúng ta nâng bằng tay. Đó, quay tròn để nâng lên. Hoặc chúng ta dùng máy khoan kết nối bằng cái khẩu vặn 10 ly này, chúng ta nâng lên. Thì cái khả năng nâng tối đa, chiều cao tối đa của mỗi khung này là 4 mét. Đó, nâng lên rồi chúng ta hạ xuống. Bộ khung này nó thiết kế hai cái tấm chặn này, để khi chúng ta nâng nghiêng bộ khung thạch cao và đưa tấm thạch cao lên thì hai miếng này nó có tác dụng là giữ cái tấm thạch cao lại. Đó. Và chúng ta có thể nới bộ khung ra hoặc là thu bộ khung lại thông qua cái khớp và cái nút bấm này. Đó. Có bốn khớp này, 1 2 3 4 và cả đầu đằng này cũng có luôn. Đó. Vậy chúng ta có thể tháo ra và lắp vô rất là dễ dàng. Về bộ chân của khung trên thiết kế là bộ chân 4 trụ này và có kết nối bánh xe ở dưới để chúng ta có thể xoay khung hoặc là di chuyển khung một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Ngoài việc nâng khung tấm thạch cao thì chúng ta có thể dùng để nâng máy laser này. Đây là cái đầu để kết nối với chân máy laser này. Chúng ta lắp vô. Chúng ta nâng lên. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái bộ đầu này để chúng ta nâng máy khoan bê tông. Nâng lên khoan, chúng ta kết nối vô này. Kết nối vô, chúng ta nâng lên và khoan. Còn đây là túi đựng của bộ khung. Thì cả một cái bộ khung nâng này khi mà chúng ta tháo rời ra, chúng ta sẽ gói gọn lại trong một chiếc túi nhỏ như thế này. Có chiều dài là 1m8, rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Vì theo em nghĩ thì hiện tại trên thị trường thì về độ tiện lợi và nhỏ gọn thì không có bộ khung trần thạch cao nào nó vượt qua được các bộ khung này anh em ạ. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm xem video. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào.